Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Z đây và chúng ta hôm nay sẽ tục với series đó chính là game EvilWar.io anh em ạ. Game này rất là hay, mình phải nói game rất hay để ăn những cái này. Bây giờ di chuyển nhanh thế. Bây giờ nó to thế. Khó đánh phết anh em ạ, chẳng dễ đâu nhá. Yeah. Cái này chỉ kiểu lợi thế lúc đầu thôi. Đây rồi, có cái item rất to để mình ăn. Mình đang đi cố gắng mình lách để ăn. Thằng kia chết luôn, thằng kia ngáo ấy. Tốc độ chém chậm thì phải chấp nhận nhá. Mình đang top 3. Cố lên nào. Lúc đầu thì nó không quá quan trọng, lúc sau cơ. Sau mới gọi là mệt mỏi. Thằng nào mà giữ được vị trí top 1 từ đầu đến cuối mới đỉnh chóp anh em ạ. Mình lên top 1 rồi. Vãi đạn. Pin Z quãi đạn. Không đánh nhau luôn. Chẳng nào vào đây để mình đánh nhau luôn anh em. Mình không phải top 1. Mình đang sắp tiến lên thằng top 1 thôi. Mình thành top mấy rồi này. Thằng kia top 1 anh em ơi. Cứ bình tĩnh thôi. Không có gì là phải vội vàng à. Kẹt. Kẹt. Mày vừa hết xong thì kẹt. Chạy nhanh anh em ạ. Kẹt. Nhờn. Chạy chạy cái đè. Cái kẹt nhá. Ta 19.000 rồi. Tôi chưa chết à. Chưa chết này. Lao tới và chém thôi anh em. Để gặp bất kỳ thằng nào. Mình đang rất là to ha. Mình đang 21.000 xoắn gì. Gặp thằng nào thì lao tới. Gặp thằng nào lao tới chém luôn. Còn gì nữa đúng không. 24.000 mấy trăm này này. Chè kẹt. Nào. 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 31.000 rồi. Chưa chết bạn nào anh em ạ. Cái này chủ yếu là phải lừa tốc độ anh em ơi. Dồn này vào góc anh em ơi. Dồn này vào góc rồi. Ui, vẫn chết anh em ạ, vãi đạn luôn ạ. Mình đang định cố gắng tốc độ vào, lao vào rồi mà không được anh em ạ. Nó cứ dồn dồn, nó cứ lừa lừa mình vào góc anh em ạ. Cay nhỉ, còn có xem quảng cáo chứ. Cái quần què đấy nhở. Chúng ta đã bị... Xem chơi game này chơi khá là ức chế nha anh em. Nhiều lúc ức chế lắm. Xuống phát tốt 5 luôn. Vãi quái đạn luôn anh em. Không được anh em ạ, không vừa kịp luôn. Chán thế. Chán thế. Tốc độ. Chuyến lên. Chuyến đi, phải thật chuyến anh em ạ. Xoắn đi bọn này. Ui, to thế còn kia, to hơn mình à. To hơn mình không. Ngang nhau thôi. Bây giờ kia nó dồn anh em ạ. Bây giờ kia nó dồn mình. Tôi lại rồi, lại toang rồi. Tôi còn 4 lần. Các bạn tôi chưa chết lần nào. Bây giờ lại toang rồi. 12. 12 khó quá nhỉ. Lên đầu bò anh em. Khó phết à.
Dễ đâu, có không dễ anh em ạ. Vấn đề là để duy trì được được sự bình tĩnh tập trung thì quá khó. Thằng kia 79.000 rồi, 84.000 rồi. Lên nào anh em ơi, cố lên nào. Hiệp sĩ trắng à, cũng được. Đừng chết là được bây giờ rồi. Xin người ấy, đừng chết. Mà tôi phải ăn được nhiều nữa cơ. Hurricane, shit. Ok anh em ơi, top 6 à. Bình tĩnh. Chết mẹ. Đúng là chết mẹ luôn. Fuck you. Khó vãi cả đạn anh em ạ. Ơi. Tôi đang kiểu ấy mà. Nhờn. Top 9 à. Ok anh em. Mấy con nhỏ nhỏ dễ chết lắm anh em ạ. Dễ toàng lắm à. Tôi tìm đường cứu nước à, lên trên này. Đấy. Ôi, nó quay lại nó chém vào luôn, nhanh quá. Không kịp làm gì luôn. Trời ơi, tôi chỉ còn 2 lần bút thôi. Không đoán được 2 lần này là toang nhá. Ok. Quảng cáo. Xem tí quảng cáo. Quảng cáo này bao giờ xong? Đùa nhau à? Game này đóng quảng cáo quá. Thua top 8 à? Hacker 153.000. Thế thì đấm ai đấm được? Hacker 153.000 thì ai đấm được bây giờ? Top 8 vãi cả đạn. Đấm thằng ấy chết đi rồi. Nếu có nhiều thằng tập trung vào một thằng ấy, anh em thì trên này đích có ai luôn. Còn hơn 2 phút nữa chết rồi, chết quả này chết dở rồi. Giết được thằng robot may ra lên được mà khó lắm, thấy không? Giết được hết cơ. Nó có thể có cái thời gian delay anh em ạ. Ghét thật sự. Cái phiên bản trên điện thoại là không có thời gian delay à, thì nó sẽ dễ hơn à. Đấy, top 3 rồi anh em, cố lên nào. Thằng kia nó nhiều điểm quá anh em. Ồ, thằng chết rồi kìa. Còn 1 phút 37 giây. Bình tĩnh em. Khó nhằn, nhớ không? Ăn cái điểm rồi đó. Ok anh em. Cánh hoa tàn tình tăng và mấy. Nhiều con bé quá. Nhiều con bé tí. Liệu rằng có top 1 được không? Ba ba giây. Khó rồi. Giết được thằng này thì lên nhá. Top 1. Đang top 1 anh em ơi, bình tĩnh. Yes, top 1 rồi, 10 giây để chạy.
mới ra để chạy. Ok, top 1 rồi, top 1 rồi. Top 1 rồi. Yeah! Yeah! Top 1 rồi anh em ơi. Ok. Khó thật sự luôn, kinh. MVP, MVP, mình giết được có 37 kill thôi. Yes, hay quá. Về thế chi anh em. Phút cuối chạy đấy, phút cuối là không đánh đâu ấy. Yes. Lên rồi anh em ơi. Tôi chưa trở thành vua rồi anh em ạ. Kinh Space Hunter. Khỏe quá. Top 1 thế giới rồi. Nhưng mình chưa để lên được cái top 1 này đâu anh em ạ, chắc chắn là như vậy. Mình còn chẳng biết mình đang ở đâu luôn anh em ạ. Cái này Việt Nam chơi nhiều phết đấy. Bình Dương này, Khứa Áo Xanh này. Hôm nay chẳng biết được nào. Chịu nhá.